nhằm nâng cấp dịch vụ cho khách hàng và cư dân Gangnam. Trong quý 1 năm 2017, chủ đầu tư Aeon Vina bắt đầu tiến hành nâng cấp, thay thế hệ thống kiểm soát xe ra vào bằng hệ thống thẻ từ, chụp ảnh biển số xe và người chủ xe để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong bãi xe, thay cho cách kiểm soát bằng vé giấy như trước đây. Việc phát hành thẻ từ cho xe đạp là 30.000 đồng một thẻ, xe máy là 50.000 đồng một thẻ và ô tô là 1 triệu đồng một thẻ. Miễn phí khi mang thẻ cũ đổi sang thẻ mới. Từ 15 tháng 3 đến 21 tháng 3 sẽ tiến hành đổi thẻ mới. Và từ 21 tháng 3 đến 31 tháng 3 sẽ chạy thử hệ thống mới. Bắt đầu từ mùng 1 tháng 4, hệ thống sẽ bắt đầu hoạt động. Và những trường hợp không có vé hoặc quên vé sẽ phải dùng vé ngày và giá vé ngày. Ban quản lý xin thông báo để quý cư dân được biết và thực hiện. Nội dung về giá và quy định cũng được ban quản lý đăng trên trang web chungcucangnam.com.vn và facebook.com cangnam.banquanly.ba. Cảm ơn.